hello xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình lại là mình mình là túc đây nếu mọi người còn chưa đăng ký kênh của túc thì cho túc xin một nút like cũng như một nút đăng ký để cập nhật video những cái dự án những của kèo arab cũng như cửa làm chất lượng túc gửi tới anh em video này thì uh, túc hướng dẫn anh em uh, tải uh, cái ví suy trên suy app trên uh, chính cái chiếc điện thoại của mọi người ấy thì lắm anh em bình luận uh, gửi tin nhắn cho mình bảo là anh hướng dẫn anh em cách mà tải cái ví xui cũng như là cài đặt ví trên điện thoại cái phần lắm anh em không có máy tính ấy người không có người không ấy làm nay làm cái này nếu mà cài đặt trên máy tính thì cũng đơn giản thôi mất được tầm mấy phút thôi mà trên điện thoại nó nhìn nhằng cái này cái kia thôi được rồi mình sẽ hướng dẫn anh em gọi là gọi là tạo, tạo cái ví xui xui s để anh em làm các kèo test led trên mạng xui cũng như là các thứ các thứ đấy được chưa rồi đừng đinh đứng xui anh em có thể kích vào đường link dưới phần mô tả mình hoặc trong cái nhóm group Telegram của mình mình cứ để đấy cái đường link này, anh em vào quét xui này ví dụ hoặc anh em nào mà nhớ thì ghi, ghi, ghi là xui s a, a và D. À, hiện ra cái giao diện trên này rồi anh em cao xuống đây thì à, hiện tại trên cái chợ ứng dụng play nó không có đâu a so cũng vậy cũng không có à, cái này đâu hiện tại là cái này nó mới đang à, gọi là test thôi thì em kích phần Google à, Chrome cho mình chôm này Chrome này Ờ, phần thử nghiệm này ờ, Nó chuyển hướng giao diện uh, của thằng uh, Chôm này Đấy chứ Để anh em uh, cài trực tiếp lên trên Kiwi của anh em điều, tiện, điều kiện thì anh em phải là Có một cái uh, Địa chỉ uh, Có một cái trình duyệt uh, Kiwi Đấy chứ Kiwi các thứ uh, Mình cũng hướng dẫn anh em Khá là nhiều rồi Đấy chứ Các trình duyệt uh, Kiwi Rồi uh, Các thứ đấy Mình cũng hướng dẫn Anh em nhiều đấy, đấy. Anh em tài đặt, uh, cài đặt Cái ứng dụng uh, Wiki này Rồi sau đó thì anh em Sẽ À, kích của phần này cho mình phần cài đặt này chỗ này là phần là cái gì thêm vào tiện ích ý. cái này là quân của mình là hiện tại mình đang cài đặt rồi đúng không ạ thì anh em kích ở, còn nếu mà anh em nào chưa có cài đặt đây thì nó ghi, ghi là ghi là thêm vào tiện ích ở đây em kích vào đây để nó thêm vào đấy tại xong à, đâu? xong sau đó thì à, anh em sẽ chuyển nó trình chuột ở quý rồi anh em sẽ thêm vào tiện ích này đúng không ạ thì nó hiện ra giao diện ở trên đó đây em kích vào phần ba uh, gạch này ba gạch ở trên uh, có phải màn hình của mình này Khi mà nó cài đặt xong này Rồi sau đó em kéo xuống này bây giờ kéo xuống nữa thì nó hiện ra một cái ví xui đây Xui và xui wallet uh, này Kích vào thẳng cho mình Đấy, dạ. Thì nó chuyển hướng giao diện của thằng uh, ví xui để anh em nào Đối với tài khoản uh, cũ tài khoản đã có rồi Thì anh em có thể kích vào phần ambot uh, wallet này Cũng tức là anh em sẽ là À, nhập lại cụ mật khẩu để anh em khôi phục được ví còn cái những tài khoản nào mới anh em chưa có thì ấn vào Creditly, uh, Let này là tạo tài khoản mới này đây mình có thể dịch sang tiếng Việt cho anh em xem mình có đúng không ạ chuẩn đét luôn. Rồi thì đương nhiên mình không có thì mình kích vào phần tạo ví cho mình được chưa? Đây à, rồi anh em sẽ nhập mật khẩu của anh em vào được chưa? Và xác nhận mật khẩu bây giờ mình xin nhập mật khẩu nhé. Rồi khi nhập mật khẩu xong thì anh em ấn phần bước tiếp theo cho mình. cái phần bước tiếp theo này. À, quên anh em khi anh em tạo mật khẩu xong ấy thì nó hiện lên cái cụm mật khẩu à, bí mật đây thì anh em có thể là lấy một cái tờ giấy cũng như là cái bút ý anh em sẽ là viết ra anh em lưu vào một chỗ được chưa? Một cụm mật khẩu này thì có anh em biết thôi còn anh em để mọi người ngoài biết thì là cái đương nhiên cái địa chỉ ví này địa chỉ ví là người ta có thể lấy được uh, tất cả uh, token của anh em được chưa? khi anh em kích uh, vào uh, Uh, lưu địa chỉ ví không thì anh kích vào phần uh, đi cho mình lấy cho mình thì nó hiện ra uh, giao diện uh, ví của anh em như vậy đây Nên nhưng mà anh em nào mà lỡ mai mà kích nhanh quá ấy mà um, nhanh quá ấy mà không, không, không chưa kịp lưu ấy, thì em có thể kích vào phần bánh răng này cho mình này được chưa kích phần bánh răng thì anh em có thể là kích vào phần à uh, uh, uh này rồi anh em muốn vào shop cho mình này shop giờ này rồi anh em sẽ nhập cái mật khẩu mà anh em vừa cài cho mình được, và nó và ấn confirm thì nó hiện lên kia. À, cũng như là cung mật khẩu bí mật của anh em, nó nằm một số phần đấy, được chưa? còn password thì anh em có thể úp uh, Password này anh thay đổi uh, địa chỉ uh, uh, mật khẩu đấy, được chưa? rồi bây giờ mình sẽ uh, lấy cái uh, hiện tại là nó đang là mạng led này, anh đang có thể kích vào mạng này, chuyển đổi mạng này, led cũng như led này, hiện tại nó có hai mạng thôi, thì là nó đang trong cái giai đoạn thử nghiệm, đây để chỉ ví của anh em đây, được chưa? rồi khá là đơn giản, rồi Uh, trong quá trình không hiểu anh em có thể comment bên dưới mình sẽ hỗ trợ anh em nhé còn cái đây là cái chức năng của nó ok, okay. bây giờ chào tất cả mọi người hẹn gặp mọi người video